Đây là chương trình truyền hình tin tức thời sự qua mạng của Ban Việt ngữ Đại Á Châu Tự Do truyền đi trực tiếp từ thủ đô Washington DC vào lúc 8 giờ 15 phút sáng giờ Việt Nam. Thăm mặt toàn Ban Việt ngữ chân như xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, ngoài phần tin tức sáng thứ Bảy ngày 17 tháng 6 năm 2017, chúng tôi cũng sẽ có cuộc nói chuyện với ông Phil Robertson là Phó Giám đốc đặc trách khu vực châu Á thuộc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền quốc tế về những diễn biến mới nhất liên quan đến tình hình tại Việt Nam. Mời quý vị cùng đón xem. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại một số tin đáng chú ý trong vòng 24 tiếng qua. Thưa quý vị, chừng 1.000 người là giáo dân xứ Cồn Sẻ vào sáng ngày 16 tháng 6 cùng Linh Mục Tránh xứ An Tôn Nguyễn Thành Tịnh cùng nhau đến tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình để đòi bồi thương thỏa đáng do thảm họa môi trường mà nhà máy Phomosa ở Hà Tĩnh gây nên cho họ. Một người dân tại Cồn Sẻ vào tối ngày 16 đã cho biết lý do họ phải tiếp tục đi đòi hỏi quyền lợi vì mức mà địa phương nói sẽ chi trả cho họ thấp hơn nhiều so với mức được chính quyền trung ương quy định. Cụ thể, mức mà người dân kê khai là mỗi đầu người 17 triệu đồng. Trong khi đó, cơ quan chức năng địa phương nói chỉ chừng 8 triệu đồng nên người dân không đồng ý. À, thưa bác, nhưng mà đây là họ cũng khai bảo đi chúng tôi đây đang còn một lương 1.300 khẩu nữa là được đến đến mu đó mà họ chưa là nói họ chín mươi bảy triệu mà không biết họ là dạy cửa như thế nào thì họ chưa 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 y họ cũng lúc nói hơn đôi rồi tôi chứ họ chưa 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 nhất trí đường Người dân gặp Chủ tịch xã Quảng Lộc cũng như thị xã Ba Đồn, thế nhưng cả hai vị này vẫn không đáp ứng theo yêu cầu được nêu ra. Trong khi đó, trong ngày 16 tháng 6, tỉnh Quảng Bình báo cáo nói tính đến trung tuần tháng 6, khoản giải ngân bồi thường thiệt hại cho nạn nhân thảm họa môi trường biển do Formosa gây nên đạt hơn 91%. Thông báo từ Hội đồng Bồi thường của tỉnh Quảng Bình vào ngày 15 tháng 6 nói rằng 62 trên 65 xã trong toàn tỉnh được phê duyệt bồi thường thiệt hại với tổng số tiền trên 2.200 tỷ đồng và khoản đã giải ngân là trên 2.100 tỷ đồng, đạt gần 92%. Quân đội Philippines hôm 16 tháng 6 cho biết một số phiến quân Hồi giáo ở thành phố Marawi, miền nam Philippines có thể đã trà trộn vào những người di tản để ra khỏi thành phố đang có chiến tranh. Tướng Restuto Padilla nói với báo giới ở Manila rằng hiện quân đội Philippines đang siết chặt kiểm soát ở các thành phố lân cận là Igen và Cayagan de Oro để tìm kiếm những kẻ tình nghi mà họ cho rằng có thể sẽ tìm cách gây rối hoặc khủng bố. Quân đội Philippines cho biết có khoảng 200 tay súng phiến quân, chủ yếu là thuộc các nhóm nổi dậy ở địa phương, đã thể trung thành với nhà nước Hồi giáo, cùng một số chiến binh nước ngoài đang cố thủ ở thành phố Marawi. Phiến quân sử dụng dân thường và các nhà thờ Hồi giáo làm các nơi ẩn nấp. Tướng Padilla cho biết những đồn đãi về khả năng các phiến quân sẽ tấn công các thành phố lân cận dựa trên các thông tin sai do phiến quân loan ra. Nhưng trên thực tế, khả năng của phiến quân đã bị giảm rõ. Quân đội Philippines cho biết khả năng chiến đấu của những nhóm phiến quân còn sót lại trong thành phố hiện đang yếu đi. Theo số liệu thống kê của giới chức chính phủ, kể từ khi giao tranh bắt đầu từ hồi cuối tháng 5, đã có hơn 300 người thiệt mạng tại Malawi, bao gồm 225 phiến quân, 59 quân lính chính phủ và 26 dân thường. Thưa quý vị, một quả bom tự chế được cho nổ bên ngoài một nhà trẻ tại Hạt Phụ Hiền, tỉnh Giang Tây, không xa thành phố Thượng Hải, miền Đông Trung Quốc vào ngày 15 tháng 6 là vụ đánh bom. Theo thông tin của Bộ Công an Trung Quốc thì có 9 người thiệt mạng, bao gồm cả hung thủ và hơn chục người bị thương. Theo công an thì thủ phạm là một người đàn ông 22 tuổi bị bệnh liên quan đến thần kinh và người ta tìm thấy tại nơi cư trú của ông ta những vật liệu chế tạo bom. Cho đến nay vẫn chưa biết lý do vì sao người đàn ông này lại cho nổ bom. Trong những vụ nổ bom trong vài năm gần đây tại Trung Quốc, người ta thường thấy thủ phạm là những người bị mất việc làm hoặc bất mãn điều gì đó và cho nổ bom để trả thù đời. Tuy vậy, cũng có một trường hợp vào năm 2013, một người đàn ông đi xe lăn đã cho nổ một quả bom tự chế tại sân bay quốc tế Bắc Kinh để phản đối nạn bạo hành của công an Trung Quốc. Biên tập viên một tờ báo hàng đầu của Miến Điện sẽ phải ra tòa vì đăng trên mạng xã hội một bài viết châm biếm giới quân nhân của nước này. Ông Kia Swe, Sui, tổng biên tập tờ báo Tiếng Nói, bị quân đội đâm đơn kiện hồi tháng 5 vừa qua và một tòa án tại Yangon vào ngày 16 tháng 6 đưa ông đến nhà tù Insen chờ ngày ra tòa vào tuần tới. Nội dung của bài viết là mỉa mai một bộ phim truyền hình của quân đội ca ngợi chiến thắng của họ trong cuộc chiến với các nhóm dân quân thiểu số. Ông Kiwa có thể bị kết án theo Điều 66D liên quan đến truyền thông. Theo đó, các hành vi đưa lên mạng những thông tin bôi nhọ sẽ bị cấm và ông có thể phải lãnh một bản án 6 tháng tù giam. Tác giả của bài viết là ông Kiwa Swanang không bị đưa ra tòa vì ông không phải là người đưa bài viết lên mạng. Ông nói với báo chí rằng các nhà báo đang bị tấn công. Giới hoạt động xã hội tại Miến Điện cho rằng điều luật này và nhiều điều luật khác nữa tại Miến Điện là nhằm để hạn chế tự do báo chí. Từ quý vị tại Geneva, ông Thomas Quintana, điều tra viên nhân quyền của Liên Hợp Quốc lên tiếng kêu gọi chính phủ Bắc Hàn giải thích tại sao một sinh viên Hoa Kỳ bị Bình Nhưỡng giam giữ hơn một năm nay lại ở trong tình trạng hôn mê khi được trao trả về cho gia đình. Người được nói tới là anh sinh viên tên Otto Wambia, 22 tuổi, bị công an bắt hàng bắt giam hồi tháng giêng năm 2016 về tội lấy trộm một bức vẽ do nhà nước bình nhưỡng in để cổ động dân chúng anh này khai rằng chỉ muốn lấy tấm áp phích này để về khoe với bạn bè nhưng bị tòa bắt hàng kết án 15 năm lao động khổ sai đầu tuần này anh được bắt hàng trả tự do trở về lại hoa kỳ trong tình trạng hôn mê phía bắt hàng nói rằng anh sinh viên Wambia hôn mê vì bị ngộ độc thức ăn và uống thuốc ngủ Tuy nhiên, toán bác sĩ Mỹ đang chữa trị cho anh lại nói rằng tình trạng hôn mê xảy ra vì anh ta thiếu oxygen và thiếu máu trong não. Bằng những lời lẽ thật cứng rắn, Bộ Ngoại giao Đài Loan phản đối việc Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva không cho ba sinh viên Đài Bắc và vị giáo sư hướng dẫn họ vào nghe một cuộc tranh luận về nhân quyền. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Đài Loan phổ biến hôm 16 tháng 6 viết rằng, Liên Hiệp Quốc tự hào là một tổ chức đối xử bình đẳng với mọi người, không phân biệt sắc tộc, quốc gia hay chính kiến. Nhưng hành động của cao ủy nhân quyền đã đi ngược lại tôn chỉ đó. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho hay toán sinh viên Đài Bắc và vị giáo sư hướng dẫn họ bị cao ủy nhân quyền cấm cửa với lý do Đài Loan không phải là một quốc gia. Đòi hỏi những người này phải có chứng minh thư nhân dân do Trung Quốc cấp. Văn phòng cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc không trả lời những câu hỏi liên quan đến chuyện này. Nhưng một viên cao ủy nói với hãng thông tấn AFP rằng chỉ có công dân các nước thành viên Liên Hiệp Quốc mới được vào vòng hội để nghe tranh luận. Hiện Đài Loan không phải là thành viên của Liên Hiệp Quốc, được nhiều quốc gia xem là một thành phần lãnh thổ của Trung Quốc. Để xem trực tiếp hoặc xem lại chương trình TV online của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do trên điện thoại di động, quý khán thính giả hãy vào địa chỉ vietnamese ofa org và đây quý vị sẽ thấy chương trình truyền hình nằm ngay ở trang chính và phía trên phần thời sự. Bấm vào nút play màu đỏ để xem trực tiếp vào 10 giờ tối mỗi thứ sáu hàng tuần cũng như để xem lại chương trình truyền hình đã phát trong tuần. Lưu ý để thuận tiện, quý khách thính giả hãy chọn Add to Home Screen để lưu giữ địa chỉ này trên màn hình điện thoại di động, giúp dễ dàng truy cập cho những lần sau. Ngoài ra, quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trực tiếp ngay trên trang Facebook Đài Á Châu Tự Do tại facebook.com gạch chéo OFA Việt Nam. Trở lại với quý vị trong chương trình. Thưa quý vị, vừa qua chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phil Robertson nhân dịp ông đến thủ đô Washington. Ông đã chia sẻ một số thông tin về những hoạt động của tổ chức này mà ông là phó giám đốc đặc trách khu vực châu Á đang thực hiện về Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi sau đây. So, Vâng, xin chào ông. À, trước hết, ông có thể chia sẻ với quý khán thính giả những cái thông tin mới nhất mà ông có được về tình hình nhân quyền ở Việt Nam hay không ạ? Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch chuẩn bị đưa ra thông báo về tình hình nhân quyền ở Việt Nam vào thứ hai tuần tới và sẽ kiểm chứng tình trạng sử dụng cung đồ hành hung các nhà hoạt động và sự liên kết giữa các nhóm công đồ này với chính phủ. Đây sẽ là một cuộc kiểm chứng toàn diện, không chỉ sử dụng các bản báo cáo và còn cả các đoạn ghi hình và sẽ thay đổi cách mọi người hiểu về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, bởi vì tất cả những gì chúng ta nhìn thấy trong suốt những năm 2011, 2012, 2013 là việc chính phủ mở rộng việc khởi tố các nhà hoạt động theo bộ luật hình sự và đột nhiên cộng đồng quốc tế đồng loạt quan tâm đến các tù nhân chính trị ở Việt Nam và họ đặt ra câu hỏi là điều gì đang diễn ra ở đất nước này vậy tôi nghĩ rằng chính phủ việt nam đã nhận ra là thế giới đang đánh giá họ qua số lượng nhà hoạt động bị đưa ra tòa cho nên bây giờ họ đã thay đổi chiến lược chỉ những người đứng đầu mới bị đưa ra tòa còn những người tầm trung hay những người xuất hiện trong các cuộc biểu tình bây giờ sẽ bị côn đồ hành hung đánh đập thậm chí ngay trước mắt chính quyền và khi những nhà hoạt động báo là họ bị đánh đập không ai là người đứng lên chịu trách nhiệm cả But the 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 mid-level activists, the people who appear at the regularly the protests, these people are now increasingly being targeted by thugs, uh, who sometimes beat them in, uh, you know, right in the presence of government officials. In uh, that there's been no accountability for these beatings uh, that are being inflicted uh, on on these activists. Now the the report that you say are going to come out this Monday. bản Liệu là cái báo cáo này có đề cập đến cụ thể những nhà hoạt động nào hay là những nhà bất đồng chứng kiến nào hay không ạ? Như tôi đã nói, báo cáo sẽ đề cập đến những vụ việc mới nhất. Khán giả chắc cũng đã ước tính được số lượng người bị cung đồ tấn công. Vì vậy, chắc chắn họ sẽ không thất vọng về nội dung bản báo cáo này. Now in your opinion why are they, uh, why they Tao the Vietnamese... quan điểm của ông thì vì sao chính phủ Việt Nam lại tiếp tục sử dụng các cái biện pháp mạnh chẳng hạn như sử dụng côn đồ để tấn công các nhà hoạt động? Okay, so why are they still doing it? I uh, I think it's an effort to try to intimidate people into into silence. I think it's an effort to try to maintain control. Uh in some cases like for instance in the case of uh Formosa where they see that it's Tôi nghĩ đây là cách nhằm dập tắt tiếng nói của các nhà hoạt động và thể hiện khả năng kiểm soát của chính quyền. Trong một số vụ như Fort Mosa chẳng hạn, họ nhận thấy rằng người dân biểu tình không chỉ vì chuyện bồi thường chưa thỏa đáng, mà họ còn đòi hỏi chính quyền phải chịu trách nhiệm và phải đưa ra lời giải thích về thảm họa này. Họ nhận ra rằng họ không thể kiểm soát được tình hình, vì vậy họ làm nản lòng những người chủ chốt và họ muốn các nhà hoạt động là họ phải trả giá cho hành động của họ bằng cách sử dụng côn đồ đe dọa, khiến các nhà hoạt động lo sợ rằng bất cứ khi nào họ cũng có thể bị tấn công, chẳng hạn khi họ đang lái xe đến nơi nào đó. Nỗi sợ này chính là mục tiêu của chính phủ khi sử dụng công đồ. Vậy thì luật pháp Việt Nam theo ông thì có được tuân thủ hay không? Hay là chỉ là lời nói cửa miệng? what it shows is that rule of law uh, talk about the Communist law means whatever say đối với Đảng Cộng sản Việt Nam luật pháp là bất cứ luật nào họ nói ra những luật này không nhất thiết sẽ được thực thi cũng không quan trọng đối tượng là ai tình trạng ra sao và hành động của họ là thế nào thực chất là luật của Đảng còn mạnh hơn cả luật pháp basically rule of party of law Thưa ông, những kêu gọi của các tổ chức nhân quyền như Human Rights Watch có tác động lên chính phủ Hà Nội hay không? Tôi nghĩ chúng tôi đã tạo nhiều ảnh hưởng. Chính phủ Việt Nam rất nhạy cảm với hình ảnh của họ trong mắt quốc tế. Họ đã thực hiện nhiều biện pháp để thuyết phục những tổ chức họ quan tâm như Liên Hiệp Quốc rằng họ đang nỗ lực giải quyết vấn đề nhân quyền tôi nghĩ đó là một đòn bẩy quan trọng thúc giục họ thay đổi các chính sách chúng tôi cũng chứng kiến nhiều bước tiến khác như việc giảm số lượng án tử hình công nhận quyền cho cộng đồng người đồng tính đây là sự nhượng bộ với cộng đồng quốc tế trong các lĩnh vực mà chính phủ việt nam nhận ra rằng việc họ nhượng bộ về nhân quyền không hề ảnh hưởng lớn đến quyền kiểm soát xã hội của họ hiện tại chính phủ việt nam chỉ quan tâm đến việc kiểm soát quyền lực họ đang nỗ lực dập tắt tất cả những phong trào quần chúng họ phá vỡ sự liên kết giữa các nhà hoạt động trong mọi chiến dịch như lao động hay môi trường, hay những người chống Trung Quốc cũng bị xếp vào hạng chống đối chính quyền. You know, they are trying to maintain control by disruption and by uh, using thugs and in some cases using their control of the prosecutors and the courts to, you know, send people to long prison terms. Last question. What do you think? Câu hỏi cuối cùng thưa ông, ông nghĩ điều gì có thể giúp đóng góp thêm vào các cái hoạt động thúc giục chính phủ Hà Nội thay đổi các chính sách thù nghịch thành những cái tiếng nói ôn hòa về vấn đề dân chủ, nhân quyền và tự do cho người Việt Nam. Tôi nghĩ thứ chúng ta thiếu hiện giờ là những tiếng nói của cộng đồng quốc tế về vấn đề nhân quyền. Chúng tôi rất thất vọng khi Tổng thống Donald Trump mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sang Hoa Kỳ mà không đề cập gì đến vấn đề nhân quyền. Điều đó có nghĩa là Nhà Trắng đón chào những kẻ độc tài. Và thật đáng xấu hổ khi Tổng thống Trump đã xóa bỏ thông lệ nhân quyền là một phần của chính sách Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các quốc gia khác cần đứng lên lấp khoảng trống mà ông Trump tạo ra. Chứ đừng bỏ một bên vấn đề nhân quyền giống như ông ấy. Liên minh châu Âu, Úc, Canada, New Zealand và các nước như Nhật Bản, Nam Hàn, nơi mà dân chủ nhân quyền được tôn trọng, you know so the EU has to step up Australia Canada New Zealand uh, other countries like Japan uh, South Korea you know these are governments that are democracies these are governments where human rights are valued they need to also include that in their foreign policy and they need to speak out publicly not just privately to demand that uh, progress be made in Vietnam Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin thời sự 15 phút mỗi ngày của chúng tôi. Nếu quý vị có những ý kiến đóng góp, xin quý vị gửi email về cho chúng tôi qua địa chỉ viettv org Thay mặt toàn ban, cầu chúc quý vị được những ngày cuối tuần đầy niềm vui bên gia đình và người thân. Và hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ ba lúc 8 h 15 phút sáng giờ Việt Nam.